hôm nay em gửi hàng cái đồng hồ cân bát cho anh Lê Đình Mạnh. Đồng hồ cân bát cho anh kiểm tra trước khi giao hàng. Trước tiên kiểm tra đồng hồ trước ha, cái kim này nó về số không, đồng hồ vẫn còn ấy, không có bị bãi gì ha, đồng hồ không bị bãi gì ha, model S 60H này, ở đây còn nguyên phong nữa, chưa có cắt ra nè. Còn này là dầu, nó dầu để chống bị sét á, nó phủ lên để cho chống bị sét. Đây là mấy cái bát thôi, mấy cái bát. Mình gắn ở đây ha, đẩy cái chốt rồi luôn, và cái cây này để kiểm tra coi là nó có thấy không, thì cái cây này nó phải náo lên ha, náo lên, còn nếu mà ở dưới đây là nó có thể lâu ngày hay là nó bị kẹt hay là gì đó, nó sẽ không có náo lên, cái này nó náo lên, đó, nó ok, bơm thử là náo lên. Có một số cái là ví dụ giống như lâu ngày là nó sẽ bị kẹt ở đây, cái tay ở đây nó đá xuống là nó không đá lên đó. Nên mình phải cho kiểm tra kỹ trước khi giao cho khách. Còn mấy cái tay này thì nối ngay đây, này chắc người biết xài ra biết sử dụng đó, vậy là kiểm tra xung quanh ha, đó và là còn mấy tinh ha, chưa bị mã rồi ha, rồi anh tiến hành gửi hàng cho anh Mạnh ở Thanh Hóa.